Dung chào tất cả anh chị em các bạn nha. Hôm nay hai vợ chồng mình đi chê. Thì đầu tiên á là mình sẽ đi rút tiền ra bỏ trước anh chị em các bạn. Tại vì mình phải mua vé vô cổng. Đi chê cái chỗ này á là hội người Việt Nam của mình tổ chức á. Lần đầu tiên Dung mới đi luôn. Nên là cũng chưa biết như thế nào nữa. Thì lát nữa là Dung tới đó Dung sẽ tìm hiểu rồi Dung sẽ quay cho mấy anh chị em các bạn xem nha. Mình đi tới rồi, bây giờ đi bộ vô anh chị em các bạn ơi. Nó xa, nó đông quá, không có chỗ đổ xe á. Nên mình chịu khó mình đi bộ. Trời mưa nữa. Rồi. Em đi về sao? Đưa tiền ở đây, đưa tiền ở đây. Dạ, 30. Tại vì lần đầu tiên đi không biết như nào. Dạ, xin chào. Chào bác xuống đây. Ủa, ai ba hả? Đeo mát không? Dạ, quý mẹ quý. Giờ có vé rồi mình sẽ vô. Bàn là hình như bàn 3 không? 3, 4, 3 bis, 4 bis. Không, không biết là không biết. 15 bis. Con số thì nghe ha. Dung vô trong đây ngáo ngáo. Giống như nhà quê lên tỉnh vậy luôn á. Không có biết như thế nào ở trên luôn á. Thì mỗi cái bàn người ta có ghi cái số á, cái số của mình giống như mình đặt bàn là 15 bit thì mình vô mình tìm thôi, chắc sự người ta cũng không có biết cái bàn đó nó nằm ở chỗ nào luôn á. Thì Dung hỏi thì cái chị đó nói là giờ mình cứ đi tìm cái bàn nào có ghi cái số của mình đặt đi. Thì Dung đi thôi, chắc thật sự Dung vô đây ngáo ngáo như lắm, không có biết làm sao á. Lần đầu tiên mà Dung đi tới chỗ mà cái hỏi đông người vậy luôn nên mình không biết gì hết. Lên quay tìm bàn thì lộ qua cái bàn số 15 kia. Rồi đâu quay hoặc lại thì thấy cái bàn số 15 biết của mình. Thì có chị mặc áo dài xanh. Thì Dung có hỏi rồi thì chị có giải thích cho Dung nghe cái cách mà mình ngồi. Xin chân thành kính chào quý vị đến với chương trình ngày hôm nay. Chương trình lễ bắt đầu với tiết mục tình thương bao la. Nhưng mà ở đây ồn dữ lắm luôn á, tại vì ở trên kia hát rồi nói chuyện rồi nữa nên chắc có lẽ là không có nghe rõ. Ở đây mấy chị bán đồ ăn nè, quá trời đồ ăn luôn. Bánh gà bán thì sao vậy? Bánh gà như 6 cái trứng khoai mì. Bánh gà là như 6 cái 5 đồng không? Khá là trời chị. Ờ chị, cái này là mình mua mình ăn tại chỗ là cái này hả? Dạ đúng rồi. À mình mua mình ăn tại chỗ là ở đây. Mua xong cái chị lão bàn. Dạ. Đó mình mua ăn tại chỗ. Dung sẽ tắt tiếng
của video gốc dành các bạn, tại vì những bản nhạc ở đây á, hát đều bị bản quyền hết, nên là dùng lòng tiếng của mình vô và sẽ chim nhạc của YouTube vô nha. Xin anh chị em và các bạn thông cảm dùm. Nhạc thì rất là hay, có những anh chị em hát ở trên đây nè, hát rất là sung luôn á, rất là hay, có nhiều bản nước nhạc nước ngoài và nhạc Việt Nam, giống như những bài Một Thời Đã Xa rồi Bản Không rồi, nhưng mà đều bị bản quyền hết. Đây là anh chị em các bạn không, mấy chị này hát nhảy rất là sung luôn, đủ có điệu nhảy đó, ai muốn ra nhảy thì nhảy, còn ai muốn ngồi ăn thì ngồi ăn. Thì ở đây người ta cũng khuyến cáo mình là nên đeo khẩu trang đó, nhưng mà Dung thấy thì đa phần là ít ai đeo khẩu trang cho em các bạn, chắc có lẽ là cũng do tiêm ngừa hết rồi phải không, một phần đó, với lại ra nhảy sung quá, nóng quá, đeo khẩu trang thì khó chịu. Chị em thấy không, quay từ camera man của Dung quay từ trên xuống dưới nè, nhìn nó ha, vui ha, cũng nhiều bàn, cũng Dung thấy cũng đông. Trong đây thì có một cái chị mà áo trắng là quen thôi, với lại cái bàn của Dung thì có mấy chị em trong các hội, mấy chị em đồng hương từ Nam ra Bắc. Nếu mà ai coi video cũ của Dung thì thấy mấy chị này, còn ngoài ra thì lạ lạ không thôi, nhảy đủ kiểu hết cho em các bạn, và hát đủ cái bài luôn, thấy bài nhạc hay lắm. Bây giờ thì Dung mời cho em các bạn cùng nghe. Chị em bằng tròn của Dung đây, có mấy chị ở trong video chị em đồng hương á, và có thêm Dung biết thêm chị mà áo xanh này, nhưng mà lỡ quên tên rồi đó, lúc vui quá xong quên tên luôn chị em các bạn. Mình tụi mình đang xem mấy chị ở ngoài nhảy và chụp hình lưu niệm nữa, xem chị Hằng đây nè, mở nút chay trong vòng một nút nhạc. Nói chung là lâu lâu đi gặp lại mấy chị cũng rất là vui, nhưng mà con cái là không nói chuyện được nhiều, tại vì nhạc rất là sôi động luôn, nhưng mình nói không nghe được, phải la, phải nói lớn mới nghe, nhiều lúc mà nhìn miệng đón chữ. Tiếp tục đây là mình sẽ xem một cái chương trình mà biểu diễn
áo dài cưới rất là hấp dẫn luôn. Đây là chương trình chủ yếu và quan trọng trong cái buổi dạ hội này nha anh chị em các bạn. Tụi mình selfie với nhau và chào mấy chị em trong YouTube. Tại vì mấy chị này cũng lên coi là cũng vô video cũng vô mấy lần rồi nên mấy chị cũng rất là tự nhiên, không ai ngại hết trơn luôn á. Thì cái đó nó cũng giúp cho video của Dung càng sinh động hơn. Chứ cứ nhìn mặt của mình, nghe mình nói đi cũng buồn đúng không? Phải có nhiều màu sắc rồi mới hay. Nhiều tiếng nói của mấy chị em thì nó sẽ hay hơn. Ở ngoài ai nhảy thì nhảy, mình cứ việc ngồi đó thì mình đâu biết nhảy đâu. Mấy chị cứ xuống Dung ra nhảy đi, anh Hoàng ơi kêu Dung ra nhảy đi. Chứ anh Hoàng nói trời ơi, tại vì đâu biết ai biết nhảy đâu, không đi nhảy. Tụi mình ngồi đó tụi mình nghe nhạc thôi. Mấy chị này ai cũng biết nhảy luôn á, nhảy rất là đẹp. Đó. Đây, ngoài đây cũng vậy. Đây xúm xính nhau nè, đây chuẩn bị mặc áo cưới ra nè, mấy cô dâu. Ở đây sẽ là có bản nhạc về Titanic, trong phim Titanic đó thì cũng bị bản quyền luôn, rất là tiếc. Là bản nhạc này bị bản quyền, chứ nếu như mà bản nhạc này nó nằm trong cái đoạn mặc áo cưới phương Tây này thì rất là hay luôn á, rất là hay. Nhưng mà tiếc quá đó, cô dâu này dễ thương ha, rất là dễ thương. Nói chung cô dâu nào cũng xinh đẹp hết, thùy mị, rất là đẹp luôn. Chú rể, có một chú rể. Hình như là Dung thấy không có tất cả chú rể nha anh chị em các bạn, không có hết tất cả những chú rể, thấy chỉ có hình như là có 2-3 chú rể gì thôi à. Cái này chắc có lẽ là mấy chị em cũng đã tập luyện trước rồi. Cô dâu này nổi tiếng ở cộng đồng người Việt Nam tại Pháp nha. Cô dâu này rất là giỏi, khéo tay làm bánh sinh nhật, rất là khéo. Mình nghe mấy bạn kế bên á, người ta rụt rì bàn tán quá trời luôn. Nhưng chưa bao giờ đặt bánh của cô dâu này, nhưng mà nghe mấy anh mấy chú kế bên á nói quá trời về cô dâu này, nói về cái tài mà làm bánh sinh nhật đó anh chị em các bạn, bánh cưới này kia đó. Thêm một cô dâu nữa, nhìn cái anh đội nón màu đen mà dắt cô dâu ra, mình cứ nghĩ giống như là mấy người mẫu của Pháp đó. Có cái ông Dung quên tên rồi, không có rành về giới nghệ thuật ở bên Pháp, nhưng mà có cái ông đó hay cũng đội cái nón tròn khăn kiểu này nè, dạy bên người mẫu rồi kia đó. Thì một cô dâu nữa có mái tóc rất là modern luôn nha. Mấy cái đoạn này là rất là vui nha. Nói chung là ai người ta cũng hướng về mấy cái lúc mà mặc áo cưới gì hết á. Nhiều máy ảnh, nhiều người chụp hình, đồ livestream, đồ rất là nhiều luôn. Nói chung là giống như mình hay xem hay nghệ sĩ rồi đi đâu mà cứ là mà nhó đèn của do của máy chụp hình, máy phim rồi á, thì ở đây y chang vậy luôn cho các bạn. Chụp hình, quay phim, livestream, Facebook rồi quá trời luôn. Hai vợ chồng Dung cũng quay đầu này. Lúc này là mình đang ngồi tại bàn, anh Hoàng thì trên phía trên. Tụi mình cũng hai camera. Cô dâu ra nữa. Đúng là không có đầy đủ chú rể nha. Có mấy chú rể thôi. Chỉ có mấy chú rể. Cô dâu thì cũng rất là dễ thương, rất là mảnh khảnh luôn. Xem các bạn thấy không? Dễ thương ha. Có ai mà thấy mấy cô dâu mặc đồ cưới tự nhiên mình muốn cưới lần nữa không? Hoặc là ai còn độc thân thì muốn cưới chồng, và ai có chồng rồi muốn thấp hôn? Nhìn dễ hơn cực kỳ luôn ha, rất là tự nhiên luôn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
từ những tất cả những chiếc áo dài duyên dáng Việt Nam. Tôn vinh giá đẹp của phụ nữ chúng ta dù là nơi xứ lạnh, nhân tình thật là nồng của con quyết định. Xin đoàn nước dâu của chúng ta có thể quay mặt lại khán giả được không? Để chúng ta chụp hình quay mặt lại khán giả, quay mặt lại khán giả. Chúng ta xếp thành hình vòng cung nha, để mình có thể chụp hình nha quý vị. Cô dâu chính đệ, chính giữa và tất cả quay lại cái gì mình mở hãy đến chung đưa anh tay thầy đi. Tôi là phương gái, anh vừa thấy đám cướp vui quá, các chùa một người tôi như kiếm chỗ tôi xuống cả người mà vui hôm nay vừa thấy tôi vừa đồng hồ quá tiền hay mà quá quá là con nhau quá hả sao mà các anh phụ rể đâu rồi, hay anh phụ rể đâu rồi, cái này không phải phụ rể nha, xin quý vị xin xong rồi giờ Dung đi về, tối rồi. Bây giờ video của Dung kết thúc tại đây nha. Cảm ơn tất cả anh chị em các bạn đã xem và hẹn gặp lại video sau. Bye bye.